Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichimoku Club nha. Thì kết thúc cái phiên giao dịch hôm nay thì anh chị thấy là thị trường nó vẫn giữ được sắc xanh tại phiên hồi phục cái thứ sáu vừa rồi, thì thị trường hiện tại nó vẫn đang có một cái hỗ trợ ở quanh cái khu vực này nha anh chị, 1249 thì nó vẫn đang trong một cái khu vực hỗ trợ thôi. Thì anh chị nhà đầu tư khá lo lắng ở trong giai đoạn này, nhưng đối với mình thì thị trường trong giai đoạn này là khá bình thường nha anh chị, không có vấn đề gì hết. Sau cái phiên hồi phục mạnh ở đây anh chị, nó là một cái phiên trả điểm của thị trường thôi, thành ra anh chị nhà đầu tư đừng có quá là lo lắng quá trong giai đoạn này nha anh chị. Nó vẫn đang trong một xu hướng như thế này đối với thị trường, anh chị thấy nhìn vào đây anh chị thấy là đây là một trong những cái xu hướng của thị trường trong giai đoạn này. Thì cái áp lực ở trong giai đoạn này là tương đối lớn, tại vì khối lượng ở trong giai đoạn này bây giờ nó cần phải hấp thụ, thành ra nhà đầu tư họ chưa tham gia nhiều trong giai đoạn này, thanh khoản nó thấp. Không, thanh khoản thấp là bình thường thôi, sợ là nhà đầu tư họ bán nhiều thôi, trong giai đoạn này thanh khoản thấp là bình thường nha anh chị, giờ nó rách ra khỏi cái tín hiệu này thôi. Anh chị mà đánh trong giai đoạn này anh chị phải nhìn cái xu hướng về nó sai hơn tí, còn anh chị đánh xu hướng ngắn hạn, mua phiên hôm nay muốn hôm nay có lãi, mua phiên ngày mai muốn ngày mai có lãi liền, thì giai đoạn này cực kỳ khó nha anh chị. Anh chị phải bình tĩnh, và cái khối lượng của anh chị hoặc là cái lượng hàng của anh chị nhà đầu tư, anh chị phải gom hàng vào ở trong giai đoạn này, bình tĩnh để mà xử lý trong giai đoạn này, gom hàng thêm nha anh chị, đừng có lo lắng quá trong giai đoạn này của thị trường. Ok, đó là cái xu hướng chính thôi, còn lại thì cái target của thị trường có thể là nó sẽ đi theo những cái xu hướng trong giai đoạn sắp tới, có thể nó lên được 1.400. Bây giờ mình thấy được cái khả năng lên 1.400 nó cũng sẽ có với thị trường trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Anh chị cũng đừng quá lo lắng lắm về vấn đề thị trường. Mình thấy anh chị là cứ thấy giá đỏ là anh chị sợ, bây giờ là cái tâm lý của anh chị nhà đầu tư bị sao anh chị, cứ thấy là thị trường nó sình sình bắt đầu là chán nản rồi kêu rồi la chửi bới lung tung ở trên Faian anh chị, anh là chị lên Faian anh chị đọc lung tung phèn ở phía trên đó. Tại vì nhà đầu tư họ thua lỗ nhiều quá anh chị, họ muốn là cái cổ phiếu của mình lúc nào nó cũng giữ sắc xanh. Nhưng cái bản chất của thị trường anh chị phải mang cái tính chất đầu tư, nó phải nhất như 1-2 tuần hoặc là 1-2 tháng gì đó thì anh chị mới có lợi nhuận chứ. Anh chị mà mua vô phiên ngày hôm nay có lãi, ngày mai anh chị mua tiếp anh chị có lãi, thì chỉ cần đâu đó là trong vòng 1 năm thôi anh chị sẽ có tên trên cái danh sách là thành triệu phú ngay. Phải có một cái tính kiên nhẫn anh chị, kệ thị trường nó đánh sao kệ nó, mình đi làm công việc khác, mình đọc sách rồi đi, không mình tập trung vào đọc sách trong giai đoạn này, mình full mua rồi thôi, mình cứ bán theo coi xanh đỏ với thị trường trong giai đoạn này thì mình chán nản buồn tẻ là đúng chính xác rồi. Bây giờ thì mình cứ bán theo, mình đọc những thông tin rồi đi đó, có những cái bài báo ra đó, đọc những thông tin, đọc sách đồ trong giai đoạn này. Thì tiếp theo thì mình phân tích về cái nhóm bất động sản, thì anh chị thấy nó vẫn là một xu hướng giảm điểm, thì hiện tại mình đang chờ cái tín hiệu là nó có thể rách lên xu hướng này, nó đi lên thôi. Nhóm bất động sản trong giai đoạn sắp tới thì mình nghĩ là nó cũng hơi hơi khó một tí anh chị, tại vì cái lượng hàng trên đây là tương đối nhiều, nó hơi nặng tí, phải chờ thôi. Nếu nó đi xong xu hướng này thì ok, nó giống như con NTL anh chị, Nam Từ Liêm á, nó mà đi xuống được dài sau đó nó vần nó đi lên lại được, hôm nay nó đóng đến khá cao. Thì ở đây mình nói anh chị nhà đầu tư rồi, vùng giá 30 là cái vùng giá bán cực mạnh của cái mã cổ phiếu này, nó hấp thụ sau đó nó mới đi lên được nha anh chị, ở đây thì nó không có điểm mua nữa. Tiếp theo thì đối với mình đi vô những nhóm chính nha anh chị. Nhóm nhìn vô đây thì anh chị đầu tư sẽ nhìn vô đó là cái nhóm nhóm chứng khoán. Thì nhóm chứng khoán ở đây là một trong những cái điểm mà anh chị vào hàng, gom hàng nha anh chị, gom hàng ở trong giai đoạn này thì anh chị nhìn cho mình cái xu hướng thôi. Bây giờ anh chị không dám mua thì mai mốt anh chị nhà đầu tư cứ tắt đỏ là anh chị chạy vào, thì đó là một trong những cái vấn đề là mình thấy là hết sức là nhạy cảm trong giai đoạn sắp tới. Ở đây thì tâm lý hành vi của nhà đầu tư thì họ khá là hoang mang lo lắng rồi. Mình phải tách biệt ra trong giai đoạn này nha anh chị, mình phải tìm kiếm cơ hội trong giai đoạn này, mình tách biệt ra với cái đám đông ở trong giai đoạn này. Thì xu hướng của nó hiện tại đây, nếu như mình vô ở đây á, thì bên chị sẽ có hai cách vào ở trong giai đoạn này đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán. Thì mình vào trước một phần, sau đó khi cổ phiếu nó bắt đầu nó rách ra khỏi trên giá này, nó vô một sóng mới, bắt đầu mình sẽ vô thêm một nhịp nữa trên giai đoạn này. Thì khi mà cái phiên giao dịch hôm nay là một trong những cái phiên giao dịch mà giao dịch cổ phiếu lô lẻ, thì anh chị có thể là nhìn ăn sáng hoặc không phải nhìn ăn sáng nha anh chị, giảm bớt lại cái tiền ăn sáng thì anh chị cũng có thể đầu tư cổ phiếu rồi. Những cái bạn trẻ nào đó nếu như mà bây giờ mà chi tiêu của mình cao quá thì các bạn có thể nghĩ tới câu chuyện là có thể dành dụm được 1-2 triệu gì đó thì cũng có thể là mua được cổ phiếu rồi. Trong cái quá trình đầu tư có thể là một trong một ngày nào đó bạn mua được 10 cổ phiếu, một tuần bạn mua được 20 cổ phiếu gì đó, thì cái quá trình tích lũy tài sản trong giai đoạn sắp tới đó là một trong những quá trình mình thấy là tương đối tốt nha anh chị. Ví dụ như những cái bạn trẻ thì cái này mình sẽ có một cái video riêng về, tối hôm nay mình sẽ đưa ra một cái video có thể là để cho các bạn có một xu hướng nhìn nhận nó chính xác hơn về thị trường. Về nhóm công nghệ thì nó hơi hơi đuối không, công nghệ chờ thôi. Dầu giá dầu thì cứ 88 thôi, 88 đô. Dầu khí nó mạnh đó. Nói chung dầu khí là được, hôm nay nó ăn theo cái game á gì mà dịch vụ ok. Dow Jones Future thì nó đi hình chữ V này, thì nếu nó lên được sóng này thì nó với mạnh nha anh chị, đi theo cái hình sóng V này thì tương đối là mạnh. Dow Jones lên rồi, dịch vụ ngay cả cái mà tăng lãi suất ở những cái nước khác anh chị thấy, những cái nước mà
như là châu Âu thì mình chỉ thấy là chứng khoán người ta vẫn tăng ầm ầm thôi. Thị trường Việt Nam của mình thì đang khá là lo lắng, lo sợ trong giai đoạn này. Tích lũy cổ phiếu là hợp lý. Giá vàng thì mình sợ là vấn đề tăng lãi suất thì bắt đầu nó sẽ đi thành hai đáy nha anh chị. Nhưng mà khả năng tăng giá mạnh của nhóm vàng nó nói chung là cái vàng thì mình thấy là nó cũng khó. Nó thể tạo hai đáy nó đi từ từ lên thôi chứ còn tăng mạnh thì mình thấy nó cũng tương đối. Nó chờ là giờ cái vấn đề là hợp hành để tăng lãi suất bắt đầu nó bùng nổ thôi. Ép cũng được. Bình tĩnh. Nhựa ngân hàng thì cũng tương tự những nhóm chứng khoán thôi. Ở trong đây là một trong những cái điểm giá mà anh chị nhà đầu tư có thể gom hàng, canh những cái mã cổ phiếu ngân hàng để mình tìm kiếm cái cơ hội nha anh chị, mua vùng giá hỗ trợ. Thì ở đây nhóm ngân hàng nó cũng có một cái trend giá như thế này nè anh chị, nhìn sơ qua thôi nha anh chị, sơ qua như vậy thôi. Ví dụ như ở đây có thể là nó sẽ đi xuống phía dưới đây đúng không, ở đây thì kẻ nó không đúng lắm anh chị, nhưng mà nó đang là một xu hướng này nè. Nếu như nó rách ra khỏi khu vực tầm giá 628 630 thì bắt đầu nó sẽ lên phía trên này, thì khả năng xu hướng nó sẽ được tích cực hơn. Nhóm ngân hàng thì nó nặng nhọc hơn nha anh chị, đánh mẹ nhanh, đánh mẹ mẹ tốt thì đánh mẹ phiếu khác. Nhóm phân bón cũng tương đối là ok. Nhóm thép ok, nhóm thép trong giai đoạn này thì mình thấy nó tương đối là tích cực đối với nhóm thép. Hiện tại nếu như mà nó phá được cái vùng giá cao nhất của phiên hôm trước như là 305 gì đó thì mình thấy là đối với nhóm thép nó có thể đi được nha anh chị. Còn nếu như mà cái nhóm thép mà nó cứ liên tục đi quần quần ở đây á thì trong giai đoạn sắp tới nó cũng hơi khó. Nó cứ kéo dài anh chị, nó kéo dài đâu đó là về tới cuối tháng gì đó mà nó không tăng lên được á, thì mình thấy nó bắt đầu nó sẽ đi vô những cái giai đoạn đó nó kháng cự nó tương đối mạnh. Trong giai đoạn này nó phải tăng liền nha anh chị. Ví dụ như là một hai phiên tới gì đó nó phải đi liền đối với nhóm thép. Thì ok. Về cái chỉ số VN30, về VN30 thì nó cũng tương tự như cái chỉ số VN-Index của mình, hiện tại thì đang có hỗ trợ bên dưới. Thì bây giờ nó cần phải có một cái phiên break ra khỏi cái xu hướng này để hình thành một xu hướng mới. Đây là một trong những cái xu hướng mình đánh giá đối với thị trường trong giai đoạn này tương đối tích cực. Mình phải chờ dòng tiền vào xác nhận tín hiệu break lên thì lúc đó nhà đầu tư sẽ an tâm hơn trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. VN30 thì anh chị thấy những cái mã cổ phiếu bán lẻ như MWG, anh chị thấy nó quằn lại mà nó tăng khá tốt. FRT anh chị thấy là bắt đầu nó rớt ra khỏi xu hướng này không? Đó, khá là ok. Hai là PET. PET nó cũng đang lên nha anh chị, lên khá mạnh. Rồi tiếp theo những cái mã cổ phiếu như là mình thấy là tương đối đẹp như là BC1 rồi nó test lại những cái vùng giá phía dưới đây, thì đây cũng là một trong những cái vùng giá mà mình thấy là tương đối ổn. BC1, DXG. DXG thì anh chị thấy là nó đang về lại cái vùng giá hỗ trợ tầm 24, đó là cái vùng giá đẹp nhất, không? 23.5 24. Đó là vùng giá đẹp nhất mà mua, mình sợ nó không về nên sáng nay mua hơi sớm. Nhưng mà nó cũng tương đối ổn nha anh chị. Đối với cổ phiếu DXG này thì ngày mai ngày mốt cái áp lực nó có thể nó sẽ nằm được ở quanh khu vực tầm giá của 23.5 với vừa lại 24 cho anh chị mua. Tại vì cái khối ngoại á, người ta sẽ bán ra một cái khối lượng cổ phiếu để người ta cân đối là cái quỹ á, thì có thể là nó sẽ gây áp lực lên để nó test lại vùng giá 24, đó là một trong những vùng giá anh chị gom được nha anh chị. Ok, còn lại trong giai đoạn này thì anh chị xác định cho mình đó là cái sự kiên nhẫn và chờ đợi đối với thị trường thôi, đừng có quá nôn nóng đối với thị trường nha anh chị. Cái kết quả của anh chị nhà đầu tư nó sẽ không được tốt đâu. Mình phải đưa cái xu hướng thị trường nó xa ra một tí để mình có thể là có những cái góc nhìn tích cực hơn đối với thị trường để mà mình có thể đi xa hơn với thị trường, chứ còn bây giờ mình cứ nhìn nhận vào cái tín hiệu ngắn hạn, cứ chạy tới chạy lui tín hiệu ngắn hạn thì mình nghĩ là anh chị nhà đầu tư sẽ rất khó giao dịch và cái kết quả đầu tư của anh chị nhà đầu tư nó sẽ không được tốt trong giai đoạn sắp tới đâu. Ví dụ bây giờ mình bán các lỗ, mai mốt khi thị trường quay lại bắt đầu mình sẽ chạy theo, mình đua theo. Như ASM đây là một trong những cái mã cổ phiếu mình thấy trong giai đoạn này nó tương đối mạnh. ASM hàng view sẽ nắm thôi đúng không, bình tĩnh nha anh chị. Tất cả mọi thứ trong giai đoạn này là phải bình tĩnh, lựa chọn những cái mã cổ phiếu mà phía dưới mình giao dịch, những mã nào gì hỗ trợ đó. HCM rồi nè, hôm trước chưa mua được bây giờ nó test lại nè, nó test lại phía dưới là mua được nè. HCM, BSI rồi nè. BSI thì mình thấy là bây giờ nó phải về lại chỗ đây thì mua ngon hơn. BSI, MBS, đó là cái những cái mã cổ phiếu mà mình tương thấy tương đối đẹp để mình có thể là tìm kiếm những cái điểm vào. Bây giờ mình chờ thì mình phải vô một chân trước thôi anh chị, bước một chân trước vào những cái mã cổ phiếu đó thôi đúng không. Mình nghĩ là anh chị cố gắng đợi thêm vài phiên giao dịch nữa xác nhận thị trường, đặc biệt là mình phải có một cái view, và mình có một cái niềm tin vào thị trường thì lúc đó mình sẽ ổn định hơn, không mình sẽ có một cái xu hướng để mình có thể là đi theo đó. Chứ còn bây giờ cứ nhìn thấy xanh đỏ anh chị sẽ rất là khó, rất là mệt mỏi. Mình nói là anh chị xác định xu hướng và đi theo cái xu hướng của thị trường, mình phải đưa cái tầm nhìn của mình xa ra một tí. Còn mình nhìn buổi phiên sáng phiên chiều thì làm sao mà mình có thể là sau này mình có thể là đầu tư dài được. Mình đầu tư vài năm cái là nó bào mòn sức khỏe của mình, là cái là ra đi giống anh chị.
tiền có khi là để cho dượng xài nữa, chết đúng không? Xu hướng nó dài ra tí anh chị, còn khi vực khu vực nào cái anh chị thấy khó quá thì từ từ. Nhưng trong giai đoạn này mình nói cho anh chị nhà đầu tư an tâm là thị trường ở trong giai đoạn này tương đối ổn, không tương đối ổn định, và đặc biệt là hiện tại thì đối với nền kinh tế và đặc biệt những mã cổ phiếu nó điều chỉnh về những vùng giá hỗ trợ là tương đối tốt để cho anh chị nhà đầu tư có thể là kiếm cái điểm vào để mà tham gia. Giai đoạn này là mình một trong những người mà đang muốn không nhặt cổ phiếu để mà có được một cái khối lượng cổ phiếu tương đối tốt anh chị, nhưng mà bây giờ là không có tiền, không có tiền mua vào thêm. Nếu có tiền tiếp tục mình sẽ canh những cái phiên đỏ để mình vào hàng ở trong giai đoạn này, tiếp tục tích lũy cái cổ phiếu để mà chờ cái xu hướng dòng tiền trở lại đối thị trường. Không, cảm ơn quý anh chị nhiều nha, hẹn anh chị vào tối hôm nay nha anh chị, chắc chắn là mình sẽ có một cái video nói về cái vấn đề là cổ phiếu lô lẻ cho quý anh chị nhà đầu tư, anh chị nào hoặc là những cái em nào mà đang là sinh viên gì đó có thể là đầu tư được trong giai đoạn sắp tới, có thể là tích lũy có thể là bớt tiền ăn sáng lại là mình có thể đầu tư cổ phiếu được rồi. Đó là một trong những cái xu hướng tương lai của cái thị trường mình trong giai đoạn sắp tới. Cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người có một cái buổi tối ngon miệng, đặc biệt là hẹn mọi người vào tối hôm nay 9:30 nha anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại. Giờ thì mình phải đi gặp khách hàng nữa anh chị. Ok, cảm ơn mọi người nha.